Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Bây giờ em mở ba chiếc mixer là Yamaha, thương hiệu Yamaha nhé, nhưng có một con xịn thôi, còn lại hai con khác thì thôi em không kể nữa. Thì đầu tiên là con mixer Yamaha, con này là 166C, không effect, được chưa? Không effect nhá. Và tiếp theo nữa là một con tiếp theo nữa là 166CX nhá, con này thì không kể nữa. Và con cuối cùng là 166CX USB, thì con này là nó có luôn cả cái cổng USB này để giao tiếp với máy tính, kiểu như là thu âm kết nối với máy tính luôn đấy. Thì tại sao lại phải mở ra? Thứ nhất, mở ra là vệ sinh, xịt cho nó bay hết bụi ra. Với thứ hai, mở ra là để các bác xem, không lại các bác lại bảo ông này ông biết cái gì mà nói nè, con này là hàng xịn chính hãng, con này là hàng fake, hàng nhái. Thì em sẽ mở ra quay cho các bác xem cho nó khách quan, chứ không thì nhiều các bác cũng mắng chứ cũng chửi chịu không biết kiểu gì. Thì đây, đầu tiên là con mixer, con này là 166CX, mà bây giờ em báo lại giá nhé. Con này là 3 triệu cùng giá với con Nux kia đấy. Và hai con này thì con này là 2 triệu, con này là 2,2 triệu này, được chưa? Và mixer, bán mixer nó bao nhiêu cần vào 16 đường vào này, 16 đường vào, cả đường mic cả đường ấy. Hai con này giá rẻ như là vang cơ mới, rẻ như vang cơ mới, được chưa? Mà nó bao nhiêu đường này, các bác mà không mua thì em hỏi các bác là các bác mua cái gì nữa. Các bác vứt cái vang cơ đi, bỏ đi, coi như cho vứt đi đấy, được chưa? Những loại vang cơ vô bẩn thì vứt đi, còn những loại vang cơ mà dùng tương đối hay mà được thì cứ dùng bình thường. Em nói thật các bác, mua cái giá quá rẻ. Thật ra phải, em không mấy khi em dùng cái chữ quá đâu, quá là thừa rồi, đây phải gọi là quá rẻ. Bởi vì cái mức độ của nó thì các bác thử biết rồi. Đây mít sơ nha, con này là hàng Trung Quốc, nhái 11 theo tiêu chuẩn của Yamaha xịn. Con này nè, đây, sản xuất này 20/7/2008 này. Đấy, gọi là con này là đời mới. Nhìn cái dây mát này, dây mát nó cầu dây to đông ở đây này. Nói chung là con này cũng được, không đến nỗi. Giá này là mua tốt rồi, rẻ thanh lý. Con này thì cũng thuộc dạng là chất lượng đấy, hàng Trung Quốc nhưng chất lượng nên linh kiện toàn y dây dán này, toàn là mặt dưới thôi. Nhìn cái bo nguồn nó kinh này, thấy chưa? Dây nguồn đây thì cái dây nguồn nhấc này chế đơn giản cực kỳ luôn, cực kỳ đơn giản luôn. Đây, cũng có nó tụ đọc nguồn trong cốc nguồn âm dương đấy, có thế thôi. Đây các bác xem nha. Và con này là hàng xịn này, con này thì em nói thật các bác là hàng xịn này. Đây nhìn cái hàng xịn em biết này, MG166C, 166CX này, mô đen của nó, rồi linh kiện nó cắm lên chờ đây. Xong là các bác nhìn những cái linh kiện của nó rất là cao cấp, nhìn nó khác hoàn toàn với lại kia. Mạch đây nó còn Yamaha PS này, mô đen mô điếc gì đây. Đấy, phiên bản nào đời nào đây. Này nhìn cái dây nguồn của nó, nó còn tụ dập nhiễu này. Đấy, còn hai cái con này các bác nhìn này. Đấy, con này nhìn trông thôi không kể nữa nha. Còn cái con này các bác nhìn cái bo mạch của nó trông chán thấy không? Đấy, tụ đây thì các bác xem tụ luôn này. Topcom này, tụ này không thương hiệu này, cứ ba vẫn được chưa? Đây, còn cái loại này thì tụ của nó nhìn còn chán nữa. Còn cái con Yamaha này, em nói thật các bác, tụ tiếc đều chấm dấu xanh này. Nó là một phần xịn rồi nhá. Xong là các bác nếu mà nhìn cái thương hiệu tụ của nó thì em quay xem là à đây, thương hiệu tụ của nó là tụ Enna, tụ Nhật. Anh em nào, các bác nào sửa điện tử nhìn cái mạch này là biết luôn này. Cái loại này đang phát là mất vết luôn này. Đấy, đang phát nó mất luôn, không tìm được luôn, đang phát nó mất luôn, rẻ như chó. Em nói thật nha, con này nó mất đầu tiên, xong là hai con này, rồi con nắp kia chắc cuối cùng thì bớt lại được. Con nào nghịch thì nghịch, gọi là mua được rẻ thì bán rẻ, chứ còn không vấn đề gì cả. Con này là hàng bãi xịn nha, con này mua mới cứng. Bây giờ nếu mà mua mới cứng trên thị trường giá tầm 11 đến 13 triệu khoảng tầm đó, em không nhớ rõ giá. Nhưng mà cái đời 166C mà không có effect này thì cũng kén người chơi lắm. Nên là các bác nào nấy thì phải có một con effect giờ nha. Nói chung là con này bán cho các bác làm live show sự kiện. Nhưng còn các bác mà bảo gia đình anh chơi con này thì em hỏi các bác là các bác biết sử dụng chưa đã. Em chỉ nói thế thôi, chức năng của nó có những cái gì. Đấy. Đây, bụi bặm em với lấy máy hơi em xịt qua thôi, còn nhiều chỗ bụi bẩn thì vẫn chưa vệ sinh được hết, rác riếc toàn rác xịn hết. Còn cái con này 2 triệu rẻ như cho à. Con này thì đắt hơn tí, 2,2 triệu. Đấy, gọi là bán
bán gần như này là bán giá thanh lý. Con này là 3 triệu nha, cọc trước ít nhất phải 500 mới gửi hàng nha. Con này cước phí vận chuyển tầm 100-150. Thôi không đáng kể. Mua được rẻ thì bán rẻ cho bác, chứ không vấn đề gì cả. Em nói thật, con này em tính để lại để chơi, để trải nghiệm xem là trình độ mình ghép FX rời nó có ăn thua gì không so với những chuyên gia đấy, những đại cao thủ đấy. Các bác nhìn cái hộp của nó này, ốc của nó đây nhá. Đấy, toàn ốc xịn. Đây, xong là còn linh kiện của nó đây. Đấy, chấu rồi là ốc là các kiểu đây. Con Yamaha xịn này nha. Con này nó mất vết đầu tiên này. Con này thì thôi không kể này. Con này thì nói làm gì đúng không? Mạch của nó vàng chóe, nhìn mãi có gì đâu. Bỉ viếc chưa chắc đã xem được. Nhìn linh kiện này, nói chung là cũng được. Con này cũng không đến nỗi ối nàng nước ơi lắm. Đâu ạ, không đến nỗi ối nàng nước ơi lắm. Em để gọn này vào tí. Lần ngược lại các bác xem nhá. Đây này, con này bụi bẩn này. Con này là mất nhiều công vệ sinh nhất này. Này, bụi bẩn, ui rồi ôi khiếp. Qua kinh luôn. Con này nói thật ra là bán rẻ. Con này hình thức đẹp hơn rất nhiều nha. Đây, mạch bia của nó này các bác xem này. Đây, mạch nó còn câu dây này. Đấy, bo biết gì nó cắm hoài này. Nhưng con Yamaha kia thì không có chuyện cắm hoài. Dưới nó có lớp bìa giấy này trông cũng lịch sự phết này. Không biết dưới nó có giấu tiền không đây. Đây, mạch của nó đây, trông nó điêu này thôi. Thôi, con này thì đấy. Còn cái con nắc kia thì em không review nhá. Bởi vì con ấy hàng bãi. Không review. Con ấy chắc này để chơi thôi. Đấy, nó có bo mạch các bác làm chế cắm USB này. Em xem mạch của nó dẫn hàng đâu. Cắm đây. Trên đây thì em xem là cái này nó có không. Có luôn. Đây, nó có luôn cả một cái bảng này. Nên bây giờ các bác mà chế kiểu USB thì chắc là nhấc cái kia ra cắm ở đây. Nói chung là tùy. Các bác về thích tự chế thì mua đồ về chế. Nó có đầy mà. Đấy. Xịn. Qua xịn luôn. Em nói thật là trước giờ em rất ít khi dùng cái chữ quá. Mà cái này em phải nói thật là quá, tức là nó còn hơn cả cái xịn bình thường. Hơn cái xịn bình thường nha. Mạch biếc lật luôn đây. Các bác lại bảo là hàng sửa rồi thế này thế kia. Mạch các bác nhìn đúng là cái dòng chất Yamaha này. Thấy chưa? Thấy chữ luôn chưa? Xong này IC siếc đây. Chưa thay một con Fighter nào. Chưa thay một con chiếc áp nào. Đấy. DSP này cắm vào USB này. Cắm vào DSP này, cắm vào đây. Xong kết nối thằng đuôi kia. Đấy, mạch của nó đây. Nhìn biếc đây. Ui dồi ôi. Xịn nó, cái này không biết làm sao đây. Chắc là nó làm gì. Cái này em không biết nhá. Thì vừa mới mở ra. Chứ còn cam kết với các bác là các cái cần gạt Fighter này. Các bác nhìn chân này. Chưa thay một con nào cả. Chưa thay một con nào cả. Chiếc áp vẫn zin hết. Có một cái ghim này không biết làm gì nó như này. Đấy. Mạch của nó rất là xịn nha. Đồ này mà còn các bác còn kêu là thế này thế kia. Nhiều cái bán rẻ cực kỳ luôn. Bán kiểu lấy tương tác các bác thôi. Chứ còn thật ra là những cái hàng này em kén chọn lắm. Em tính là lấy một con này thôi. Đấy, nhưng mà phải một cái là ông có bốn con bảo thì chú ôm cả đi. Anh vẫn cho chú nợ. Không ăn được không nào gửi lại anh bán đây. Đấy, thế cái chuyện này thì cũng máu lắm. Thế mới dám ôm đây. Các bác về mà muốn độ chế nha, các bác cắm thêm linh kiện đây. Ví dụ các bác mua hai con. Mua ba con Yamaha xong các bác dồn linh kiện cắm sang hoặc mua thêm linh kiện cắm vào đây. Các cái nút ấn hoặc các cái thì đây. Đấy. Coi như là nhấc vỉ con này nhấc nắp sang con 166 CX USB kia. Đấy, có gì thiếu cắm thêm đấy là còn tùy. Các bác trình độ các bác đến đâu thì đến. Đây nha. Rãnh riêng của nó cắm đây. Cắm đây để ra thu âm này. Đấy. Rãnh của nó đây vào đây. DSP. Nói chung là rất là xịn. Con này không chê được cái gì. Đây các bác xem đây, mạch điện của nó rất là xịn này. Thấy chưa? Chưa thay một con điện kiện nha, nguyên zin nhá. Cắm nguồn lên là mầm nhá. Cái này nếu mà ngày mai mà đại ca không gửi nguồn về này em phải chế đấy. Đây, còn cái con này thì nhìn trông nó chán đời rồi. Mr. Controller này. Nút này. Núm vặn sở nó cứ thô kiểu gì ấy. Nhìn cái núm vặn con này nó bóng này. Thấy chưa?
xong nhìn sang núm này nó cứ điêu điêu bệt bệt kiểu gì này, cũng có bóng nhưng mà không được bóng đẹp như lại kia. Còn sang cái con này nữa thì nó cũng tương tự, hai con nó kiểu tương tự nhau, con này một con này thì tương tự nhau, nhưng mà đời thì con này là đời cao hơn, nhưng mà linh kiện chất lượng thì có khi con này lại hơn, con này có khi linh kiện chất lượng hơn như con này. Đấy, đây các bác xem mạch miếng đây của nó đây, tụ nguồn thì cũng nhiều phết đây. Đấy, nhìn nói chung là nếu mà để tầm tiền và các bác săn và tìm mua nhá, em nói thật là cái con 166 CX này là chậm nhất, có khi là con này tồn đọng này. Con này là đi đầu tiên, con này đi thứ hai, con này tồn đọng này. Còn cái con nắc kia thì chưa kể, phải nắc chưa tháo ra. Đây em vừa mới tháo ra thì lấy máy hơi xì cho sạch hết bụi đi. Xong bắt đầu là mai là phơi một nắng. Nhưng mà không có hai xương đâu nha. Một nắng thôi. Đây các bác xem linh kiện đây, nó cắm đây. Đấy, linh kiện nó xếp thẳng hàng phết đấy nhỉ. Nói chung là cũng không đến nỗi. Đấy. Nói chung là cũng tương đối. Còn khu vực trắng này để dán cái băng dính vào đây, xong ký tên là mic 1, mic 2, bass, guitar, drum, sang, các kiểu nhạc cụ ấy. Nói chung là con này là tí nữa em cũng phải tháo tung ra để vệ sinh, nhưng mà con này mất nhiều thời gian lắm bởi vì bụi bẩn. Cái tấm sắt của nó đây. Đây là cái tấm sắt của nó này. Tấm sắt mặt trên này. Đấy. Đây nhá, của nó thì nguyên zin là nó sẽ như thế này. Thì các bác nào mà thích thì đặt tiền trước cho em nhá. Đấy, thì đây nó nguyên zin của nó là như này, 166C, không FX. Không có FX nhá. Đấy, còn các bác mà mới tin mà thích nhà mua hai con, ba con cọc cho em trước 1 triệu. Mua hai con trở lên là cọc trước 1 triệu. Hoặc chuyển khoản hết được, em gửi xe hoặc gửi bưu điện. Cái tiện hàng khi người ta về thì bất kia. Đấy. Đó. Con này cũng có này, không biết là làm gì, dán cái tem gì vào đây. Không biết là nó bị gãy nút nó sen hay gì đây. À, sen Awick. Chắc có khi là gãy hoặc là mất, người ta dán cái GB nào vào đây. Chán mới thầy. Đây, con này cũng có này, con này đời sau chắc chắn là con này bị gãy rồi. Gãy mà mất mà mất nút. Gãy và mất một nút. Nên là người ta dán vào. Mấy bộ thâm vết đấy các bác ạ, đùa đâu. Linh kiện đây, toàn linh kiện dán, linh kiện cắm cũng có đầy đây. Xếp thẳng tưng. Đấy. Xếp hàng kiểu xếp hàng đi lĩnh lương như sao ấy. Xếp hàng thẳng tưng. Nói chung là trong ba con này thì ba con Yamaha này thì em ưng nhất là con kia. Ưng thứ nhì con này. Con này là thôi không có cửa nữa. Nhưng mà nhiều các bác sẽ thích con này. Thứ nhất là giá rẻ, với thứ hai là mua về trải nghiệm nghịch. Đấy. Nói chung là một vài triệu thì đối với các bác thì cũng có khi là số tiền to, nhưng mà nhiều các bác này tính gì vài ba triệu. Thích thì mua, không thích thì thôi. Nhưng mà đang video này nên là nhiều các bác nó sẽ chửi anh. Chửi em nhiệt tình đấy, không phải chuyện đùa đâu. Mấy bác lại bảo là ông đăng mấy cái đồ đồng nát này lên đây, ai mua làm gì. Xong lại bảo như thế này thế kia, có ma mua, xong là 12 con giáp mua thì lại giống cái loa này đi. Đấy. Đây cái mặt sắt của nó đây nhá. Ngày xưa trong cái phim Người Phán Xử thì có cái anh tên là Hoàng Mặt Sắt đấy, thì con này nó cũng kiểu mặt sắt nhưng không phải tên là Hoàng mà tên là Yamaha. Được chưa? Đấy. 166 CXUSB. Con này nói chung là chức năng hoạt động em sẽ cố gắng cho nó phục hồi nguyên bản nhân phẩm của nó. Còn chi phí phát sinh thì em sẽ báo cáo các bác riêng nha. Đấy, con này thì thôi. Bán rẻ rồi, lấy nãi con này đập vào nỗ con này đi. Đấy, coi như thế. Được chưa? Đấy, nhưng mà tình trạng là như này nhá. Cái mặt này thì em không vệ sinh được sạch đẹp lắm đâu, nên các bác về tự tìm cách nhá. Còn cái tem logo này em sẽ bóc ra. Núm gãy thì em sẽ mua cái chiếc áp về cắm vào như thế này. Đấy. Chiếc áp của nó là dạng 6 chân hay 3 chân này? Dạng 3 chân, cái này thì em có. 3 chân thì có, nhưng còn 6 chân thì phải đặt eBay hoặc là đặt Lazada, Shopee mới có hàng. Ok nhá. Giới thiệu đến đây thôi nhá. Test thì thôi em không test đâu. Test thì bây giờ đang bị thiếu cục nguồn. Tại ca quên không gửi cục nguồn về cho em nên em không làm gì được. Đấy. Đấy, toàn nguồn 3 chân hết, 1 GND, 2 power. Đấy. Nói chung là chỉ có một con xịn thôi nhá. Đấy. Bác nào chốt mà sợ mất hàng thì chuyển khoản trước cho em 100% đi.
nói trước đấy. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau em sẽ review nốt cái bàn mixer nắc này. Cái bàn mixer nắc thì nó nhiều cổng hơn, nhiều chân hơn, cái chân nguồn của nó nhiều hơn. Đây của nó là có 4 chân. Đó. Nhưng mà con này xịn nhá, không chê được đâu nhá. Con này xịn chính hãng nhá, hàng bã xịn nhá. Nó giá có 3 triệu. Đầy đủ các chế độ effect, echo, reverse, delay, hay drum, gate, phanh. Đấy, nói chung là nhiều nhiều kiểu lắm. Con này cũng là xịn nhá, không phải vô vẩn đâu. Thiết kế cũng được, cũng tương đối. Gọi là các bác làm hàng bãi mới tập chơi mixer thì chơi mấy con vừa tiền này để quen đã. Còn sau đó là khi mà có nhiều nhiều kinh nghiệm rồi thì các bác sẽ sử dụng lên những cái con mixer tầm 2-30 triệu một con, hoặc 5-60 triệu, hoặc 1-2 tỷ một con. Đây mixer xịn mà giá độc nát, không mua thì mua cái gì nữa. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.